Mình vẫn không có việc gì thì thừa công vẫn không sao, thiếu công vẫn không sao. Đấy. Chỉ có là mình giúp làm được Thì xong hôm nay nhà em phải vào đây em hỏi và quay cho cô Vân biết hết là A Báo hôm đấy là nói thật hay nói đùa, nhưng không nghĩ rằng là nói thật thôi. Nói thật thì Vâng. cũng phải về hỏi hỏi lại. Đúng rồi. Bởi vì đến lúc là vật liệu lên rồi ông nô thì ông bị một tay bị cụt mất mấy ngón. Thế thì chở thì chắc không bao giờ chở khỏe được như người bình thường. Đúng Khẳng rồi. định luôn. Vâng. Vật liệu thì nặng, đường thì khó. Vâng vâng. Thì không chở khỏe được người bình thường, mà lúc đấy ví dụ như bảo ô đợt nọ bảo anh báo hộ mà thế gọi đến thì không thấy anh báo đâu chẳng hạn, thì Cái lúc đấy đấy khoán thì chẳng có tiền khoán nữa thì thì sao ấy. các bác con luôn đó. Đang chuẩn bị lát sân à? Vâng. Hôm qua lá cả cái nhà mình là Hôm qua đỉnh láng cái. trong kia Vâng. cầm mà tí nữa đưa cho con. À. Kẹo 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 Kiểu. kẹo. Vâng, cảm ơn hai nha. Cháu Khâm mến chào quý ông bà, cô bác, anh chị và tất cả mọi người nhé. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Nắng Mai TV. Các bác thân mến, anh em mình đang có mặt ở nhà anh Báo. Và hôm nay lên nhà anh Báo thì ngoài việc ghi hình gia đình thì có một cái công việc sẽ trao đổi với anh Báo liên quan đến ano bỏng tay. Tí nữa mình sẽ trao đổi. Còn Vâng. bây giờ là các con đi đâu hết rồi? Các cô vẫn đi, mình vẫn lý thì vẫn đi học thôi. Bây giờ thì Khâm sẽ ghi hình xem mấy hôm nay gia đình A Báo như nào rồi. Hiện tại là đang chuẩn bị để chào chị nhá. Đang chuẩn bị để lát sân đúng không? Vâng. Sân này bây giờ lên cao lắm rồi đấy nhở? Vẫn lên cao đấy. Sao làm gì đấy? Ồ, xin Vẫn. chào. Đấy, ăn kẹo này. Cái này là anh Công bảo là. Anh Công mà làm gì như thế à? Vâng. Gì nhỉ? Xong. Bên này thì vẫn dốc lao phân. Thì bên kia thì vẫn căn bà. Thì dốc vào dưới này lao phân thì nước thì mới không đổ chỗ nào. Cái bê tông này sau này thêm một lớp gạch nữa là cái nền này cực kỳ cứng luôn. Ui. Cực kỳ cứng luôn. Vẫn còn dài rồi đấy. À, quá dày luôn. Vâng. Thế là thợ lúc nào mới vào làm? Thầy bảo là lúc nãy vẫn vào sớm nhưng mà lúc nãy sáng sớm vẫn có mưa. Thợ muôn vải gì? Vâng. Ngay đây thôi gì? Vâng Người Mông ngay. ấy rồi gì? Ngay thôi mà. Người Mông thôi đúng không? Người Mông thôi mà. À. Vâng. Thế là hôm qua là hoàn thiện xong cái này rồi đúng không? Vâng, hôm qua thì từ lúc 9 giờ thì mình chuẩn bị lợp blue. Lần mình vẫn sửa cả cây nữa một tí thì đến 12 giờ thì mới xong. Hôm qua cho đất vào xong bắt đầu là làm cái Hôm plô này, qua mình xong là cho bắt đầu đất láng cho cả đơn cả đá cả đất cả đá mọi thứ vào đúng không? và Thế là xem nào, cứng chưa? có Đây này, cái nền nhà bếp kho này thì Khâm cũng cũng thấy có bác góp ý là không, bà áp báo là không không cần đổ đâu, nhưng cái này không thì Khâm không 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 quyết cho A Báo được. Cái chỗ này thì cũng nên tôn lên cao như thêm như thế, sợ rằng là vừa rồi được một lớp bê tông thôi, xong bây giờ đặt luôn ngô các thứ vào, nếu như kể cả có cây ván ở dưới thì chắc chắn là mùa nào cũng thế thôi, buổi tối thì sẽ hấp hơi. Nếu mà mình lên được thêm ở đây chắc sẽ được thêm được 10 phân bê tông nữa đấy nhỉ, vâng thì tự nhiên là nên sẽ cao hơn thêm thì nó cái hấp hơi nó cũng ít hơn. đúng nhưng mà vẫn lên cao như thế thì tốt hơn bởi vì là một gốc ở đây nên nước vẫn trù ở dưới lên Cứng nha. cấn Nay rồi xi măng cho vào nhiều đấy nhỉ. cho nên mình hai thần bảo là vẫn đánh bóng mà Đánh bóng à? À cái này đánh bóng đúng đánh bóng không? Cái góc kia sao trông nó bóng hơn đấy nhỉ? vẫn như nhau hết mà. Không mà cảm giác đánh bóng nó thấy ẩm ẩm. Bây giờ là nếu mà cứng rồi thì bỏ ra cho nó thoáng là báo. Vâng. Một cái cửa sổ góc bên này thôi đúng không? Không, vẫn một cửa này thôi. Bởi vì là mình để ngu thì không cần nhiều nữa. Để ngô để nhiều nó càng có con này con kia nó vào nhiều. Vâng. Đấy, thế là rộng rãi rồi. Vâng. Cái chỗ này như một cái nhà ở nữa rồi còn gì nữa. Ôi. Đây thì mình cho một cái cửa thông ra nữa thì vẫn to bà một cái nhà to rồi. Nếu mà đợt nọ cho một cái cửa đây ra nữa nhỉ, xong Vâng. đi từ nhà bếp xong vào nhà Không. này luôn. Trước kia thì anh Công mới bảo là cho một cửa ở đây nhưng mà Nhưng anh không thích. không
vấn đề cửa ria như thế này thì mới biết là chỗ này để như thế nào, chỗ này để thế nào thì mới không bẩn vào như nhau. Nói chung là tách biệt nó ra đúng không? Và bên này đun củi thì sẽ dễ bẩn, đúng rồi còn bên này thì để lương thực thì cũng không muốn là chung chạm với bếp củi đúng không? đúng rồi đúng rồi vẫn nghĩ là như thế thì mới không để cửa, để một cửa như thế này thôi. Thế là A Páo hoàn thiện thêm một cái căn nhà để kho lương thực nữa, Đúng đã được rồi. hoàn thiện, cố gắng là giữ gìn sạch sẽ. Và Đây này, hôm nào tranh thủ là khô như này thì nạo vét cái mương này đi. Đấy, nạo vét hết sạch đi cho nó chỗ sạch sẽ đi. này thì mình vẫn để một tí lá cho nó khô hết thì Khô hết xong đó mình nạo mình vét sạch rổ đi. rổ cho nó sạch hết Đó, sạch luôn hất nước một lượt nữa đi là sạch sẽ mà. luôn. Và Đó. bên kia thì mình đổ một chừng 2-3 xu nước thiêu vào thì vẫn chảy hết mà. Và Bò khỏe không? khỏe. Tốt rồi. Con bò này đợt rồi các bác không quay vi hình lên cũng nhiều bác và chửa. Không biết không có đúng hay không? không bây giờ làm chuẩn bị thay đồ thôi. Chuẩn bị lại thay bò. Và Quyết định đấy. quyết định bởi vì là nó không có sữa thì mình nưa lau vẫn không được cái gì cả. Không có sữa. Và Nhưng mà anh cứ thử thời gian xem nữa. Phải con không? không không Có những con bò thì phải đẻ con thì bắt đầu bầu sữa nó mới bắt đầu. không vẫn đi bảo chuyển thu hết rồi, chuyển thu bảo là như thế thì vẫn đủ thôi. Bởi vì là Bụng tròn thế vẫn này mà không phải chửa á. không Đấy, quyết định của anh Báo thôi. Báo trưởng thôn thì là nếu có thay về thì họ sẽ lên họ bấm lại tai. đúng, nhưng mà không có thì chả thích mua bò đực Bò đực thì họ không cho mua đâu. đúng rồi Bò là mang tính chất là nghị quyết là phải bò sinh sản. đúng Hai con bò của sinh giờ cũng to nhỉ. vẫn con này thì sắp to bà mẹ Sắp to bằng con. Đây là con bò bé chứ. đúng Bò rồi đực trông bao giờ nó cũng to hơn nhỉ. và Nói đến câu chuyện của sinh trở thì nhớ ra thấy hôm nọ thấy nghe thông tin phong phanh mà anh báo muốn chia thiện điện với các cháu chia kiểu gì đấy. không không chiên mà Hả? không Thực ra chiên thì là mà nhà các cháu thì em nghĩ rằng là nếu mà tiết kiệm thì một tháng cả máy bơm mọi thứ nó rơi vào khoảng 30 tiền đi cho nó ấy đi. không Có đến tầm đấy không? vẫn chưa biết được. Vâng. Nhưng mà nhà các cháu thì đợt rồi lắp lắp là bóng điện các thứ là cũng để tiết kiệm hết thôi mà. không Thì bảo là không, nấu nồi thế cơm. thì chắc là nghĩ anh như thế này thôi. Anh bảo là lúc lúc mình ngủ thì mình tắt tắt hết bóng. Đúng rồi, ngủ thì Và bao giờ cũng tắt rồi. không thể lúc từ xa rồi vẫn mở cả đề hết thì anh thì mới bảo là không không được mở nhiều như thế. Mở nhiều như thế thì Hết điện đúng không? vẫn hết điện nhiều. Còn lúc mình vẫn không làm cái gì thì cái vẫn tự mở nước ở ngày cho xin lưu tông thì Cái á? không. Và Thế dặn các thì cháu. Phải dặn, vâng các cháu. thì anh bảo là không được mở nhiều như thế. Lúc mình rồng thì mình mở, lúc mình không rồng thì mình phải tắt. Không thể lâu Thì tông thế này thì cho 1-2 tháng cho nó mái cháu già nhá như thế. bởi vì ý là bảo là nếu mà các gọi là quán triệt các cháu thôi đúng không, cả sinh nữa đúng không, Và thì từ bảo lúc lúc là nhàn đến thì có lần nào các cháu giả đâu. thế thì trước đấy em cũng biết mà, chẳng qua thì tao bảo Và đợt này sao bảo thấy phong phanh là anh báo muốn các cháu chia cùng tiền điện thì mình cũng thắc mắc. Thì thực sự không là cũng chưa 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 phải là trong video trước thì ở nhà các cháu thì cũng không phải là không nói là áp báo bắt các cháu trả tiền điện đâu, mà là không thông tin bởi vì người là ta đồn lại mình nhờ nói giả để em nói đó. mình vẫn giả thì cho nó như mình thế. cũng thắc mắc, thì mình bảo là Vâng. lên đây thì sẽ phải hỏi anh Táo. Thì anh Táo thì hóa ra thì là Sí. hóa ra thì là có khả năng là cái điện buổi tối ngủ thì các cháu là hay để sáng à, Vâng, sao lại không vẫn tắt điện? không Tắt lúc điện dễ ngủ hơn chứ. lúc lúc mình mở lúc mở ngày là đi ở trong phòng là không tắt. À, nghĩa là lúc mình ra ngoài thì phòng không tắt điện á? Ban không ngày hay ban đêm? không không ban ban đêm. Ban đêm thì ra Vâng. ngoài làm cái gì? Không bảo là lúc lúc nó ngủ ấy thì nó tắt ở trong phòng hết thì nó lại không tắt ở ngày lúc lúc đen rồi đấy. Tóm lại là cái điện thì là đi ngủ không tắt, điện ở ngoài cửa Vâng này, vâng điện ở vâng ngoài cửa sáng này á. vâng vâng
thì chắc là muốn để cho nó sáng là... qua đêm thì cho nó đỡ sợ hay như nào thôi, chứ còn cái nhà như thế rồi thì cũng bảo các cháu không phải sợ gì đâu, tắt đi, không cần thiết thì em mua cho các cháu cái bóng ngủ hay như nào, muốn sáng sáng một chút cũng được. Còn cái thứ hai, ví dụ như cái là hay xả nước đúng không? Đúng rồi. Hay xả nước ra nghịch thì nó trẻ con, thì anh Báo là muốn quán triệt các cháu là nếu mà không biết tiết kiệm là từ tháng sau trở đi là cho tự trả tiền điện kiểu thế gì? Không. Cái đấy thì không. Nhưng mà anh gọi là dọa các cháu để các cháu biết tiết kiệm thôi đúng không? Vâng, như thế. Bởi vì làm thế nào ví dụ như thế thì nên là cho các cháu vẫn nộp tiền điện một hai tháng nhá. Các cháu vẫn bảo thì các cháu nó trẻ con nó không hiểu thì nó lại bảo với em. Nói chung là trẻ con thì không biết đấy. Thì em sẽ dặn các cháu thêm để sinh hoạt mọi thứ em cũng dặn rồi và nên tiết kiệm. Còn cái vấn đề nghịch nước là cũng chưa được dặn, cái thì còn nhỏ là cũng nghịch ngợm là hay đi xả nước đúng không? Đúng. Nước thì nếu mà cả xả làm cái gì? Vâng, cả con của anh Phứ, con gái của anh Phứ vào nó thì vẫn giống như mình tự nhiên nước thì anh thấy mới nhưng mà các thế. Con của Phứ vào thì anh phải là người anh dặn chúng nó đi ra ngoài. Vâng. Vì chúng nó bằng tuổi nhau thì cứ vào chơi với nhau thì các cháu không biết nói. Đúng. Mình là người lớn với lại hiện tại anh đang thay mặt các bác nhà hảo tâm là gọi là che chở bao bọc cho các bé đi đúng không? Đúng rồi. Thì tôi thì người lạ vào, trẻ con cũng khác vào thì anh Phá cũng có trách nhiệm dặn dò. Vâng. Em chỉ nói thế thôi. Vâng. Chứ còn hôm nọ mình nghe tin như thế thì mình cũng không nghĩ rằng là chắc A Phá cũng không nỡ để các cháu chia mấy chục tiền điện đâu. Bởi vì phần đa thì em biết là bây giờ nhà anh thì có rất nhiều đồ điện, máy giặt, tivi, tủ lạnh. Em thấy rằng là tivi thì cũng to này, tủ lạnh, máy giặt thì nếu mà ngày nào cũng sử dụng thì cái điện ấy một tháng thì em nghĩ là hết nhiều đấy, tháng rồi hết bao tiền điện? Tháng này chưa biết. Tháng chưa thì hết 180. Tháng này chưa biết đúng không? Vâng. Thì là tháng này thì vẫn phải hơn đấy. Chắc chắn là tháng này sẽ hơn rồi. Vâng. Máy giặt rồi là tủ lạnh, tất cả mọi thứ. Vâng. Thì thành ra thì là sẽ hết nhiều tiền, thì mình đang nghĩ trong đầu là chắc là A-Pá hết nhiều tiền thì một lý do nào đó A-Pá muốn các cháu đóng góp thêm. Thì hóa ra là hôm nay lên đây thì mọi người biết cái lý do rồi nhé. Là do là các cháu chưa biết tiết kiệm đúng cách, rồi là còn phung phí, còn nghịch nước. Nghịch nước thì lại phải máy bơm lại sản bơm nước mà. Vâng. Thì A-Pá dặn dò các cháu để cho các cháu biết tiết kiệm, mang tính chất là nói không nghe thì phải đánh vào cái kinh tế cho các cháu là tháng sau là ông cho nộp tiền điện nhé, thì bắt đầu là sợ thì mới biết tiết kiệm kiểu như thế. Đúng rồi, thì em cũng hiểu ra, thì em cũng là người bây giờ em mới rõ ra thì cũng không phải làm rõ cái câu chuyện, bởi vì không thể mình không thể nghe người ngoài rằng là mình không hỏi anh, mình không hỏi các cháu thì mình trong đầu mình lại ông báo thế này thế nọ hay là các cháu thế này thế kia thì không được, thì gặp rồi quay video rồi mọi thứ nó ra nhẽ rồi. Đúng không? Bởi vì nếu mà có chi ấy, thì em vẫn đồng ý thôi, vì nhà các cháu thì hết chắc 20-30 tiền điện một tháng, bởi thời gian tới các bé còn đi học nữa. Đúng rồi, sẽ nào bây giờ này mai ngày kia đi học rồi. Một nồi cơm rồi một cái quạt rồi là một vài cái bóng điện rồi một cái máy bơm thì giỏi lắm là một tháng, nếu mà dùng giỏi lắm thì 40-50. Không, tiết kiệm chắc là vẫn không đến từ 5 chù như thế, thì chỉ có thì... làm 3 chù xuống. Thì em đang bởi vì là vẫn không có cái gì, chỉ có là dùng một cái nồi cơm này, rồi dùng một cái máy bơ lên này. Ok. Vâng. Thế tóm lại là không có chuyện đâu, không có chuyện A-Báo là muốn chia tiền điện với các cháu mọi người nhé. Cái đấy thì các cháu từ thì mình... trước đến nay em thấy toàn là A-Báo chủ trương là anh ấy gửi thôi. Tủ lạnh các thứ này, tủ lạnh này là cũng tốn kém đấy, đừng có mở nhiều nhá. Vâng, không mở đâu. Nguyên lý của nó thì chắc là các anh cũng ít dùng thì ít biết. Mỗi lần nó làm việc, nó giữ nhiệt, nó tạo nhiệt, tỏa nhiệt ra thì mình mở ra cái là nó sẽ bay ra ngoài. Đúng rồi. Mà nó bay ra ngoài khi anh đóng vào thì điện nó, máy nó lại tiếp tục làm việc. Nó đúng lại rồi. Tỏa nhiệt và nó làm việc thì nó sẽ ăn điện. Cái đấy thì chắc là như thế. Nên là hạn chế mở thôi nhé. Vâng. Okay. Còn bây giờ là mình sẽ bàn cái câu chuyện của anh Nô Bảo. Anh Phá ngồi đây luôn. Vâng.
câu anh Đức hôm nay vào không? Không có bảo là hôm nay mới vào nhưng mà chắc là hơi thở vẫn không ra thì... Bởi vì công việc ở đây vẫn còn thì... Chưa. Chắc là lát trong cái sân này nữa thì làm cái gì tiếp? Sân này đấy thì vẫn hết rồi. À hết rồi. Còn cái cửa nhà kho nữa à? Vâng, cửa đấy thì chắc là vẫn lê còn cả... Cả bên châu phủ xây đúng không? Không, bên châu phủ xây thì hôm qua vẫn lên hết rồi. Hôm qua lên rồi gì? Chắc là hôm qua vẫn sao nào? Không thấy gọi cho em một câu nào. Lát hết hai cửa phòng này, cả hai cửa... Chiều hôm qua? Ừ, giờ hôm qua. Là cả cái cửa... cửa vệ sinh đó. Vâng, thế thì chắc là vẫn có hai cửa này. Hai cửa to thôi. Rồi, rồi, ok. Và hôm qua tối thì mới nghỉ mà. Thì chơi vụ xây thì hôm qua tối lại mưa to, sáng nay cũng mưa. Đúng rồi. Thì hai anh em chưa lên được trên đấy. Thế là chiều nay không biết khô xe máy đi được không? Chắc là chiều nay thì đi được. Xe máy đi được? Vâng, nhìn vẫn lát là to như thế này thì sao mà không được. Hy vọng là xe máy đi được chứ đợt này đi bộ trên đấy thì thích đấy, giảm cân thích đấy nhưng mà đi bộ nhiều cũng chán lắm rồi. Đúng rồi. Đi bộ thì trời nó mưa, đường trơn, đi bộ lên trên đấy thì mỗi lần là đi về về cả chiều đi chiều về nữa, mất thời gian. Rồi là cũng biết mệt chứ, đúng không? Đúng. Cái đấy là... Thì chiều đường khô thì anh em mình sẽ lên trên đó tiếp. Nhưng mà anh Công là hôm qua tối mới về gì? Không, anh Công mới không lên trên đấy. Cho thợ lên làm. Cho thợ thôi. Hôm qua đi thì xe máy chắc gì đã đi được. Đi được không? Được. Hôm qua thì xe máy đi được. Nhưng mà... anh Công vẫn lấy ô tô thì vẫn để chú mình đủ vừa buồn kết thôi. Dạ. Vâng. Nói. Ok. Uống chén nước xong là hôm nay mình sẽ vào cái nội dung ngày hôm nay. Ngoài việc là thắc mắc một chút về cái điện đóm nhà các cháu thì có câu trả lời đến các bác rồi. Còn đây là hôm nay vào đây mục đích chính thì muốn trò chuyện với anh Báo về việc rằng là giúp anh Nô Bảo. Còn nhớ? Còn nhớ rằng nếu anh Nô làm nhà thì anh Báo hứa là giúp cái gì không? Là nhà thì anh bảo là nhà thì anh giúp chở gai. Hả? Giúp chở gì? Chở gai ấy. Chở gai, chở xi. Nói chung là anh sẽ cùng anh Nô giúp anh Nô chuyển vật liệu. Vâng. Thì chia sẻ ra ở đây để cho anh Báo nhớ lại. Bởi vì những cái lời mà anh em mình nói trên video ấy thì các bác khán giả, các bác nhà hảo tâm mọi người đều xem hết và mọi người đều nhớ hết. Đúng rồi. Thì cái đấy thì nhớ cô Vân không? Có. Cô Vân cũng giúp anh Báo làm nhà đấy. Giúp các bé. Có mà. Cô Vân vẫn rất nhiều. Thật ra là ngoài bà Hiền ra thì còn rất nhiều bác, vâng. Rất nhiều cô. Thì vâng. Anh Báo thì cũng nên nhớ. Vâng. Đấy. Cô Vân thì là một nhà tâm rất là lớn, thân tín bên kênh của cháu Khâm rồi. Đến ngày hôm nay thì cũng có những thông tin rất là nhiều từ những hoàn cảnh. Có lẽ là anh Dế thì mình sẽ tạm ngưng lại mọi thứ và sẽ tập trung sự giúp đỡ dành cho anh Nô bỏng tay. Đến thời điểm hiện tại là Khâm đã và đang triển khai xong nhà của Châu Phụ Xây rồi. Hôm nay thì thông tin sơ bộ video này thì các bác biết là các cái cánh cửa thì đã được thợ anh Công lên gia công lắp đặt. Thế thì cô Vân, cô sẽ giúp anh Nô bỏng để cất một cái ngôi nhà. Và tất nhiên thì là sẽ cần thêm sự đồng hành của các bác nhà tâm khác cùng với cô Vân. Cô Vân sẽ là chủ đạo. Và ở đây cái mà muốn bàn với anh Báo ấy, thì cô cũng xem video và cô có nhớ rằng là anh Báo khi mà làm nhà thì anh Báo sẽ giúp anh Nô chở vật liệu, không lấy tiền, đúng không? Cái đấy là được. Không phải em không nói mà là anh tự nói nhá. Vâng. Bây giờ nói rồi thì sẽ phải làm thôi, đúng không? Vâng, cái đấy thì không sao. Tất nhiên là không phải là một đống vật liệu cho
anh báo anh tự chở hết mà anh nô ngồi nhà chơi đâu, mà là sẽ cả một tập thể cùng làm. Vâng. Tập thể ở đây thì gia đình Ano này, gia đình Ano sẽ là phải chủ lực chủ đạo rồi. Đấy. À báo chỉ gọi rằng là đi hỗ trợ cùng làm. Vâng. Và anh em nhà anh nô cũng phải về hỗ trợ. Vâng. Thì mới lấy được vật liệu lên trên kia, mới làm được nhà. Vâng, vâng, đúng rồi. Thế thì hôm nay em quay lại đây hỏi là A Báo có giúp được không? Cái đấy thì vẫn không sao đâu. Chứ là lúc nào được khui thì lên thì vẫn chờ thôi. Vì bây giờ là kinh phí vận chuyển vật liệu thì không có nhá. Cô Vân sẽ giúp tiền làm nhà với một con số là 100 triệu. Đấy, một cái tin rất là vui, rất là nóng bỏng cho anh nô bọc tay. Thế thì với số tiền đó thì nói chung là nhà của anh ấy thì đông con hơn, thì chắc chắn là đâu đó nếu như nhà không được to như của anh Báo thì cũng phải suýt soát bằng anh Báo, đúng không? Vâng. Thì mình mới làm được. Đúng rồi. Và phải có sự hỗ trợ của gia đình, của anh em và của A Báo thì chuyển vật liệu thứ. Vâng. Thì anh Báo đồng lòng giúp này, anh Báo lên kế hoạch. Cái này không phải anh Báo lên kế hoạch mà là anh Nô sẽ lên kế hoạch. Rồi là lúc nào mà ổn ổn thì là mình sẽ triển khai một cái ngôi nhà nữa, một nhà hảo tâm lớn nữa là cô Vân giúp cho anh Nô ấy. Vâng. Ừ. Thế nào thì liệu anh Báo vẫn giúp gì? Có. Ừ. Vâng. Anh Báo giúp rồi là không, rất là yên tâm. Cái này là không phải em bắt em nhá. Không, cái đấy thì rồi là anh bảo là anh tự nói rằng là anh, cái đấy thì cái cô Vân là cô nhắn cho Khâm trực tiếp luôn là cô xem cũng không bỏ sót video nào của anh em mình đâu. Đúng rồi. Ừ, nhà của A Báo cũng là một phần cô giúp đỡ, nhà của cháu vâng. cũng là cô Vân, rất là nhiều bác nhà tâm khác nữa. Vâng. Thì đợt rồi là quay video thì Khâm cũng nhớ mà anh Báo bảo nếu mà anh Nô làm nhà thì anh Báo sẽ giúp hết sức có thể. Bởi vì trong quá trình anh Báo làm thì anh Nô gần chung là lúc nào cũng thế. Vâng. Thế về hỗ trợ. Đúng rồi. Thì lúc đấy họ làm thì mình sẽ phải đi trả công. Đúng. Cái đấy thì à. Mình vẫn không có à. Việc gì thì thừa công vẫn không sao, à. Thiếu công vẫn không sao. Đấy. Chỉ có là mình giúp làm được xong nhà hết thôi. Em phải vào đây em hỏi và quay cho cô Vân biết là vâng. A Báo hôm đấy là nói thật hay nói đùa, nhưng không nghĩ rằng là nói thật thôi. Nói thật vâng. thì cũng phải về hỏi lại. Đúng rồi. Bởi vì đến lúc là vật liệu lên rồi, ông Nô thì ông bị một tay bị cụt mất mấy ngón. Thế thì chở thì chắc không bao giờ chở khỏe được như người bình thường. Đúng rồi. Khẳng định luôn. Vâng. Vật liệu thì nặng, đường thì khó. Vâng, vâng. Thì không chở khỏe được người bình thường. Mà lúc đấy ví dụ như bảo ô đợt nọ bảo anh Báo hộ mà thế gọi đến thì không thấy anh Báo đâu chẳng hạn thì cái đấy thì lúc đấy khoán thì chẳng có tiền khoán thì sao ấy. Cái đấy thì các bác con lôn đâu. Thì phải hỏi lại cho anh thôi. Nó đưa thì vẫn làm được. Thích quan điểm này đấy. Nói được, làm được. Vâng. Rồi. Thế thì trong chiều nay mình Khâm sẽ lên tiếp tục là làm việc và thông tin với gia đình Nô Bọc ở nhà không nhỉ? Chắc là phải thì có. Nữa anh cho em xin lại cái số điện thoại của hai vợ chồng này đi. Em cứ không biết là hai vợ chồng dùng điện thoại kiểu nào mà chẳng bao giờ gọi được. À. Hay là em lấy sai số? Không sai đâu, vẫn nữa, chỉ có mỗi mỗi số đấy. Thì là em sẽ lấy lại thông tin của gia đình. Vâng. Thế là cũng thông tin cho cô Vân biết là anh Báo là nói được, anh sẽ làm được. Được. Chứ không phải là nói suông. Vâng. Thôi thì hàng xóm với nhau, mình hạ được sơn rồi. Các hoàn cảnh khác chưa hạ được sơn nhưng dẫu sao là cũng là hàng xóm cũ trước đây. Đấy. Đúng. Thì vẫn chơi với nhau, việc có việc thì vẫn giúp mà, đúng không? Vâng, đúng rồi. Đấy thì vẫn một người giúp một người. A Báo thì anh ấy có điều kiện hơn, còn là có đất. Chứ anh mà không có đất thì chắc có lẽ là hiện tại là cũng ở trên kia thôi. Vâng. Nhưng mà anh là có nhiều đất và đặc biệt là có đất ở ngay cái mặt đường này thì anh hạ sơn được xuống đây. Còn những hoàn cảnh khác thì Nô là cũng không có đất ở dưới này đâu, đúng không? Nô thì dưới này không có đâu. Đấy. Vẫn có một thủ nhưng mà từ đấy vẫn Nô mà có là cũng cho xa. Xuống đây luôn. Vẫn xa xa không. Thủ đấy thì nó bảo là một mỗi nhà thì vẫn không giá ở. Ừ. Vâng. Ở xa là ở chỗ nào? Gần đường bê tông à? Vẫn đường bê tông là đi nhưng mà có một đũa là đũa đất.
chưa được biết trong đấy. Nhưng mà khu đấy nó không có ai ở đúng không? Không. Ừ. Đất có bằng như của anh không? Đây vẫn bằng như thế. Hay là di chuyển trong đấy ở? Không, đỡ vận chuyển vật liệu. Không. Chỗ đấy thì mình sửa một tí thì ô tô vẫn lên đấy được mà. Thế thì hôm nào đi xem, dù nô đi xem. Ừ. Xuống dưới được thì vẫn tốt hơn chứ. Vẫn. Ở trên kia thì vẫn đi. Cửa nó vẫn đi được đấy, thật thà luôn đấy, đất nó luôn mà. Hay là hôm nào lên đạt bàn kế hoạch xong đi xem nhỉ? Vâng, chứ em thấy rằng là nếu mà Hạ Sơn xuống được rồi, nói là ở một mình sợ, nhưng thời gian thì rồi ai có điều kiện là cũng sẽ xuống dưới hết thôi. Ừ. Thì mình sẽ thử đi xem, xem vâng, tư vấn cho anh Nô xem. Không biết rằng là bà con ấy, một khi đã ở trên núi ấy, nếu như là họ cảm thấy hài lòng ấy, thì họ không muốn di chuyển đi đâu cả. Như anh Báo thì có thể nói rằng là anh Báo là có đất ở dưới này mà các cháu xuống trước rồi. Anh Báo đầu tiên không muốn cũng phải xuống đây với các cháu. Đúng. Thì mới có sự giúp đỡ của bác nhà hảo tâm. Giả sử như đợt đấy nếu mà có tiền mà anh Báo lại bảo muốn ở trên kia, không về gần các cháu, thì khẳng định luôn các bác không cho tiền để mà là cho Báo làm nhà trên núi đâu. Cái thứ hai thì làm nhà trên núi vất vả lắm. Đúng rồi. Trong cái thứ ba là anh Báo không hài lòng với việc ở trên núi. Trên núi kia trời thì mưa cái là vẫn là không được. Chờ con lợn chả chờ được. Đúng rồi. 2 giờ sáng mưa tí tí là lại trơ lưa thì mình đi kiểu nào. Thì anh xuống đây là quá tuyệt vời rồi. Đúng rồi. Còn Nô thì nếu mà có đất ở dưới thì em sẽ đi xem. Bằng mọi cách em sẽ tư vấn, nếu mà được thì mình cũng Hạ Sơn đi. Ô tô mà đến tận nơi thì tội gì mà không ở. Đùa đấy thì trước kia ô tô vẫn đi, nhưng mà bây giờ thì ô tô vẫn không được. Nhưng mà đi thì mình phải sửa một tí thì được. Đấy thì là cái đùa đấy thì trước kia thì mấy xúc vẫn đi mở đùa đấy đi. À, thế tốt rồi, thế thì mình sẽ đi xem. Và còn ý kiến của gia đình thế nào nữa? Anh Nô thì nó không được giỏi tiếng thạo tiếng lắm như kiểu anh Báo, với lại hiểu biết là cũng không bằng anh Báo, thì chắc là cũng muốn biết là muốn ở trên kia đấy. Có thể là làm, nếu mà làm nhà mới đỡ phá nhà cũ, nhà cũ trên kia vẫn có thể ở đúng không? Đúng rồi. Được rồi, thế thì cái anh Nô này sẽ bàn cụ thể hơn với lại anh Nô. Còn hôm nay vào đây đầu tiên là thông tin với mọi người những cái hạng mục nhà A Báo Cầm vừa quay qua. Cái thứ hai là một vài cái thắc mắc, chắc có lẽ là trong video trước cũng sẽ có bác thắc mắc là A Báo muốn chia điện thế nào với các cháu, thì hôm nay cô trả lời nó rõ ràng rồi, không như những cái sự hiểu lầm đâu. Và cái thứ ba thì là cái vấn đề là liệu anh Báo có giúp đỡ A Nô không, giống như cái lời hứa. Thì là ở đây là hôm nay anh Báo cũng có chia sẻ lại là nói được làm được, thì cô Vân và các bác yên tâm. Cái này là trên tinh thần tự nguyện thôi, em không phải là em xuống đây em bắt buộc anh đi hộ Nô đâu nhá. Cái đấy thì Nô sẽ phải tự làm thế thôi, không vâng, không bắt A Báo hay nào. Qua là đợt nó A Báo nói thế rồi thì cô Vân cũng nhắn trực tiếp cho Khâm, thì Khâm lại phải về hỏi lại anh Báo em ý kiến như nào. Vâng. Đúng. Nếu anh Báo bảo là ôi bây giờ anh bận anh không giúp được đâu thì mình lại lên phương án khác chẳng hạn, thế thôi. Cái đấy thì là nói thế nào mình phải giúp như thế. Ok, thì là thời lượng video cũng có hạn. Hôm nay vào đây là sơ bộ nội dung như thế cho tất cả các bác biết. Một lần nữa cho cháu Khâm chân thành cảm ơn đến cô Vân cùng toàn thể quý nhà hảo tâm và các bác khán giả nhé. Video xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại tất cả các bác. Xin chào.